Vâng, xin gửi lời chào tới toàn thể quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc cùng quay trở lại với buổi giới thiệu xe ngày hôm nay của showroom xe Đam Mê, có địa chỉ ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương, và số hotline của bên em là 0935323333. Vậy thì ngày hôm nay showroom của bên em tiếp tục mang tới giới thiệu cho các bác chúng ta với một trong những mẫu xe gầm cao 7 chỗ máy dầu có thể nói là được ưa thích nhất tại thị trường Việt Nam. Một chiếc xe mang trong mình form dáng thiết kế cực kỳ hiện đại, trẻ trung và đặc biệt là cũng được tích hợp thêm rất nhiều tính năng và công nghệ. Vậy thì ngày hôm nay với một chiếc xe Santa Fe phiên bản máy dầu động cơ 2.2 số tự động sản xuất năm 2020. Chiếc xe này của em là một chủ duy nhất từ đầu biển Hải Dương, lăn bánh chuẩn 7.7, lốp vẫn còn theo xe. Và tất cả tình trạng của xe này thì showroom bên em cam kết luôn với các bác là không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước, bao check test toàn quốc trước khi mà các anh chị chúng ta giao dịch để các anh chị có thể đảm bảo quyền lợi trước khi mà chúng ta mua chiếc xe này. Vậy thì với mức giá hiện tại để cho chúng ta có thể sở hữu cho mình được chiếc xe 7 chỗ máy dầu mà đang được chào bán tại showroom xe Đam Mê với con số hơn 800 triệu một chút thôi là các anh chị đã có thể sở hữu mình chiếc xe này. Vậy thì chất lượng chi tiết của xe nó như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta hãy cùng em dành cái phút theo dõi và đánh giá về chiếc Santa Fe 2020, được không ạ? Đầu tiên các bác có thể đi ngay cho em vào cái phần đuôi phía sau của chiếc Santa Fe. Thì sang thế hệ này các anh chị có thể thấy là cái thiết kế của chiếc Santa Fe thực sự nhìn trông rất đẹp mắt và mang tới chúng ta với một không gian ngoại thất khá là bắt mắt. Thì các anh chị nhìn cho em ngay ở cái phần đèn hậu xe nhá. Thì ở thế hệ này thì các bác có thể thấy này, cái đèn của nó thì được tích hợp toàn bộ là đèn LED rồi và thiết kế rất đẹp mắt và tinh tế. Cái đèn xi nhan của nó thì được chuyển xuống phía dưới này các chị nhá. Đấy là chia làm hai tầng với phần đèn hậu phía sau. Lipo thể thao, cảm biến cảnh báo va chạm và bô kép. Chúng ta cũng có đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao và gạt mưa cho kính phía sau. Đấy, con này gần như sơ si zin nguyên bản gần 100% rồi các bạn. Và cam kết các anh chị chúng ta không đâm đụng, không va chạm nhé. Và các anh chị để thấy, thực sự Santa Fe nó vẫn luôn là một ông vua tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc 7 chỗ máy dầu. Với công nghệ động cơ mới các bác để thấy là nó ăn chỉ có 5,94 lít dầu cho 100 km. Còn đường ngoài đô thị nhé, các bác nhìn cho em này, 4,84 lít dầu. Có nghĩa là nó còn tiết kiệm hơn cả một chiếc Vios, đúng không ạ? Mà đây là một chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, nhiều tiện nghi. Đó, vậy thì các anh chúng ta thì ngắm chọn phần đuôi phía sau của xe này giúp em này. Quá đẹp luôn, đúng không ạ? Với đường nét thiết kế rất là tinh tế, một cái đường viền chrome kết nối giữa hai phần đèn phía sau của xe. Đấy, và xe được trang bị động cơ 2.2 diesel anh chị nhá. Và anh chị nhìn cho em cái đèn của nó này, theo thời gian này. Đó, không một tí vết, không một tí vết xước sát nào luôn. Kể cả những cái đường liền lạc các bác nhìn cho em, nó đều khít này như này. Đấy, những cái đường viền này các bác thấy quá ok chất lượng luôn, đúng không ạ? Và em mở luôn cho các anh chị chúng ta cái phần cốp phía sau ra. Đấy, thì các anh chị có thể đấy, con này là cốp điện luôn nhá. Đó, có cốp điện bằng ấn nhẹ thôi là các bác phải thấy là nó sẽ mở ra chúng ta một cái không gian cực kỳ là rộng, đúng không ạ? Và đây các bác có thể nhìn giúp em này. Đấy, chúng ta có ba hàng ghế rất rộng dài, đúng không ạ? Nếu mà trong trường hợp mà các anh chị chúng ta không đi đến cái hàng ghế thứ ba thì các anh chị chúng ta có thể gập cái hàng ghế thứ ba xuống để chúng ta để đồ. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà các anh chị chúng ta để đồ công kênh chẳng hạn thì đây. Đấy, các anh chị chúng ta có thể gập tiếp cái hàng ghế thứ hai xuống này. Đó, bằng một cái nút bấm ở đây nhá. Các bác nhìn giúp em này. Đó, chúng ta có thể là gập điện, được chưa ạ? Và chúng ta sẽ có một cái không gian các bác có thể thấy là quý anh chị có thể nằm ra để ngủ. Đấy, rất rộng luôn. Và độ zin nguyên bản của xe thì đây, các bác nhìn giúp em. Từ cái vết đinh tán này. Đấy, bao trích test toàn quốc nhá. Đấy, từ ốc này. Không một vết vặn, đúng không ạ? Đây, bên này nữa này. Đó, các bác nhìn giúp em. Quá ok rồi, đây ạ. Đấy, phía dưới này chúng ta cũng có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba nhá. Đấy, và chúng ta có thể chỉnh cả tốc độ gió. Đấy, và trần các bác nhìn này, chủ nhân cũ người ta đi người ta giữ gìn nên chúng ta có một cái không gian nội thất của chiếc xe phải nói là còn khá là đẹp. Và xe Hải Dương thì các bác biết rồi đúng không ạ? Hải Dương là một cái vùng miền mà điều kiện đường xá tốt, cái thứ hai là không có vùng nước mặn mà không bị ngập nước bao giờ cả. Nên chúng ta mua những chiếc xe mà gốc Hải Dương các anh chị sẽ cảm thấy rất là yên tâm về chất lượng. Phía dưới này chúng ta có đồ đạc kích thay thế này. Đây các bác nhìn này. Đó, vẫn còn mới tinh luôn. Đó. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết. Cái này là cái để chúng ta có thể lắp lên và chúng ta có một cái để đồ nhỏ gọn ở phía trên nhá. Được chưa? Đây, một không gian phải nói là rất là ok về độ rộng rãi. Và cốp điện thì chúng ta chỉ bằng một nút bấm thôi. Vâng, rất êm ái và mượt mà, đúng không ạ? Và thì các chúng ta có thể cùng em ngắm chọn một vòng ngoại thất của chiếc Hyundai Santa Fe đi. Xe được trang bị la răng phay đa chấu, thiết kế rất đẹp mắt này. Đây, quay gần nhé để cho anh chị chúng ta có thể tham khảo giúp em. La răng của chiếc xe này thì lên tới 18 inch. Và các bác nhìn giúp em này,
Đây, hôm nay đời 2020 nhá, đời lốp đây. Đó, bốn phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. À, toàn bộ viền cửa kính đều nẹp chrome và có xi nhan tích hợp trên gương nhá. Đấy, có xi nhan tích hợp trên gương rồi. Vậy thì tiếp tục chúng ta đi về phần đầu của xe này. Đó. Thì các bác có thấy là sang thế hệ mới này thì chiếc Santa Fe phải nói là có một cái diện mạo cực kỳ hiện đại. À, điều đặc biệt về phần đầu xe thì các bác có thể thấy đó chính là hệ thống đèn pha. Thì nó chia ra làm 3 tầng. À, phía trên này chúng ta sẽ có đó là đèn định vị ban ngày này. Đó. Phía dưới này mới là hệ thống đèn pha chính nhá. Thì nó được trang bị bóng đèn bi kết hợp với bóng đèn halogen. Đấy, và phần đèn gầm thì đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, cái chi tiết nhựa ở mặt ca lăng phải nói là rất là đẹp, với một thanh nan màu ghi. Đấy, kết nối giữa hai phần đèn led định vị ban ngày. Thực sự là phải nói đây là một trong những xe 7 chỗ mà có cái thiết kế nó quá hiện đại và trẻ trung. Em quay gần nhá để các anh chúng ta thể đánh giá này. Đấy, từ cái đèn led định vị ban ngày các bác nhìn này, cho đến kể cả phần đèn pha chính nhá. Đấy, theo thời gian mà nó vẫn đẹp long lanh như này. Đương nhiên 2020 mà các bác, vâng, đời nó cũng rất là cao. Đó. Vậy thì đó là ngoại thất của chiếc Santa Fe màu đen. Vậy thì bây giờ để giúp các chúng ta đánh giá tình trạng nội thất chiếc xe nó như nào thì em sẽ mở cửa và chúng ta đi vào không gian nội thất của xe này các chị nhé. Vâng, không chỉ mang tới cho chúng ta với một diện mạo vô cùng hiện đại và trẻ trung, nội thất bên trong của chiếc Hyundai Santa Fe cũng phải nói là cũng mang tới cho các bác với một ngôn ngữ thiết kế rất thể thao, cá tính và trang bị ngập công nghệ phía bên trong. Đầu tiên các bác phải thấy là xe được trang bị ghế lái là ghế chỉnh điện luôn này. Và ghế da zin nguyên bản cho xe nhé. Các chị nhìn cho em này. Ở giữa nó đục lỗ thông hơi. Đấy, và ở trên này các bác phải thấy là họ thiết kế với những đường may hình quả chám này, cực kỳ đẹp mắt. Đấy, và đây từ cái má ghế này cũng được nhô cao. Thì điều này nó sẽ giúp chúng ta khi mà chạy ở giải tốc độ cao, nó ôm người và nó không bị chòng chành theo lực quán tính. Được chưa ạ? Và các bác nhìn cho em cái ghế da zin nguyên bản cho xe nhé. Cũng còn rất là ok này. Đấy, từ cái con ốc bản lề này, từ cái móc khóa và từ cái tem mác năm sản xuất 2020 đây các chị nhìn này. Tem mác nhá, không thiếu cái nào luôn. Được chưa ạ? Và trên khu vực bản tắp pin cửa thì các anh chị có thể thấy là chiếc xe này nó cũng có một cái thiết kế rất hiện đại. Đấy, nhất là cái chi tiết viền tạo hình này, các bác nhìn này. Đấy, rất đẹp mắt, tay lắm cửa sơn màu ghi bạc. Đấy, xe được trang bị một kính auto nhá, gương chỉnh điện và có cặp gương này. Đấy, nhưng mà đây các bác có thể thấy là hệ thống loa của xe này cũng thiết kế dạng 3D và với viền màu ghi tạo điểm nhấn. Và con này như em nói là bao zin nguyên bản của anh chị này. Các bác có thể nhìn em từng nóc vẫn còn ghi vạch sơn đánh dấu từ trong hãng ra nhé. Đó. Và đây như em nói là chiếc xe được trang bị cho chúng ta rất là nhiều công nghệ tính năng. Ở vô lăng 3 chấu tích hợp nghe thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, tắt âm. Ngoài ra thì bên này chúng ta có tính năng ga tự động cruise control nhé. Lẫy chuyển số sport thể thao này, đèn auto và gạt mưa auto, cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. À, mở cốp điện này. Và các bác có thể thấy là kể cả khu vực bảng tắp lô trung tâm của xe nó cũng thiết kế rất đẹp mắt với các chi tiết viền cửa gió điều hòa nhá. Đó, và đây mức tô mét thì các chị nhìn cho em là nó đang dừng ở mức 7.7 chuẩn. Dạ, ở đây chúng ta có một cái màn hình giải trí tích hợp là cam lùi. Hệ thống điều hòa của xe thì nó là hai vùng độc lập nhá. Nhưng các chị nhìn cho em này, đấy, khu vực này chủ nhân cũ còn chưa kịp bóc hết ni lông ra, có nghĩa là chúng ta vẫn có cảm giác bóp tem như trên xe mới nhá. Đây là chi tiết các bác nhìn này, đấy, ni lông còn chưa kịp bóc hết. Ok chưa ạ? Đấy, khu vực cần số bọc da cao cấp đó, có những chế độ lái thì em sẽ ngồi lên nổ máy nhá, để cho các anh chúng ta cảm nhận được cái chiếc xe này. Đó, máy dầu nhưng mà phải nói là chiếc xe này cũng rất là êm các bạn, rất là êm nhá. Đấy, và chúng ta có tới 4 chế độ lái: Comfort, Eco, Sport và Smart. Được chưa ạ? Đấy, máy dầu như các anh chị thấy là nổ cực kỳ êm nhá. Trên này nó là chi tiết da mềm này. Đấy, viền cửa gió điều hòa hợp kim nhôm. Hệ thống điều hòa của xe hai vùng lập. Trong này các anh chúng ta sẽ có hai cổng cắm sạc này, 12V này, USB và tai nghe nhá. Đấy, cảm biến cảnh báo va chạm phía sau xe này. Được chưa ạ? Và cam lùi nhá. Khi lệnh chúng ta vào số lùi thì các bác có thể thấy là cam lùi của nó rất là rõ nét này. Đấy, phần chân thì đây, các bác nhìn này. Màu tàn cho thuốc lá nhưng mà các bác nhìn nó sạch đúng không ạ? Nhìn nó khá là đẹp. Và túi khí có thể nói là bố trí cũng khá là nhiều vị trí đấy ạ. Và đây các bác nhìn cho em này, ghế bên phụ căng đét luôn. Đó. Rất ok đúng không ạ? Táp lô này thì các anh chị nhìn này. Trên này là da nhá. Ở đây chúng ta có những cái hộp để đồ này. Và còn rất mới luôn các bạn. Và phải nói là chiếc xe này thực sự còn rất chất lượng luôn. Đấy, các anh chị chúng ta mua về thì gần như là chỉ việc lên xe nổ máy là chạy thôi. Đấy, đổ dầu vào các bác nhá, không tốn một giọt xăng nào luôn. Vậy thì tiếp tục với hàng ghế thứ hai. Thì quý anh chị chúng ta thể thấy là độ rộng rãi mà chiếc xe này nó mang đến cho các bác, đúng không ạ? Với hàng ghế thứ hai thì các anh chị chúng ta ngồi được 3 người lớn. Đấy, ngồi 3 người lớn thoải mái nhá. Sàn da chủ nhân cũng đã làm thêm cho chị rồi. Và tapi cánh cửa này. Đấy, các anh chị chúng ta cũng có thể nhìn cho em. Đấy,
kể cả cái tựa ghế này, các bạn nhìn này, nó cũng còn rất là mới nhá. Phía sau ta có cửa gió điều hòa này, hộc để đồ này, và hai cổng cắm USB, được chưa ạ? Này, cái chi tiết phần bên lưng ghế trước này, ghế phụ này, đó các bác thấy đèn trần nhá, rất ok luôn các bạn. Vâng, chất lượng da ghế đây các bạn nhìn này, đó phải nói là không tì vết luôn. Vâng, như này thì các bác đã cảm thấy là chất lượng của xe nó đã ok chưa? Này, các bác nào mà cảm thấy lăn tăn thì như em nói là các bác hoàn toàn có thể là đem ra chính hãng check lại một lần nữa nhá, trước khi chúng ta giao dịch. Đấy, các bác thấy ghế của nó này rất mới luôn, nguyên zin nguyên bản, và chủ nhân cũ thực sự là cũng giữ cho cái nội thất bên trong của xe phải nói là ở cái mức hoàn hảo đấy các bạn. Đây, các chị nhìn này, đó, được chưa ạ? Này, má ghế này căng đét luôn này. Vâng, vậy thì nội thất và ngoại thất cho xe các bác thấy ok chưa? Vậy thì bây giờ em mời các anh chị chúng ta mở lắp capo nhé, và chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ xem tình trạng nó ra sao sau quãng thời gian sử dụng, ok không ạ? Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 2.2 CRDI đến từ trước Hyundai Santa Fe. Như các bác có thể nhìn cho em này, máy nó zin đét luôn này, từng nóc nhá, từ cái keo răng dàn cò này, và ra máy rất là tươi. Đấy, cái xe Hải Dương các bác nhìn cho em, nó đẹp đến mức độ như này, bao zin bác từng nóc nhá, các chị nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết của nó. Đấy, một lỗ nhỏ thôi em hoàn tiền cho các bác chúng ta 100%. Chưa ạ? Đó, từ cái tấm nỉ cái gầm các bác nhìn đây. Đây, kể cả cái phần vết bên trong này các bác nhìn này. Đấy, nó cũng còn nguyên vạch sơn nhá. Đấy, như này các chị đã cảm thấy ok về chất lượng chưa? Đó, con này thực sự là không bàn về chất luôn các bạn. Vâng, cabo các bạn nhìn này. Đấy, quá đẹp luôn. Đó. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu động cơ 2.2 sản xuất năm 2020. Ở mức giá mà showroom xe đam mê hiện tại đang chào bán cho em nó chỉ với con số là 850 triệu đồng. Và còn thương lượng được. Vậy thì bác nào yêu mến quan tâm thì hãy đến trực tiếp showroom bên em ở số 175 đường An Định, thành phố Hải Dương để lái thử cảm nhận chất lượng xe. Còn nếu không thì các bác chúng ta ngồi nhà nhấc máy và lô cho bác Phúc theo hotline là 0935 32 333, hoặc 0969 28 999 để bên em hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với mẫu xe này các chị nhé. Và một lần nữa thì cảm ơn các anh chị đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ, và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm mới nhất tại showroom xe đam mê. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các anh chị một lần giới thiệu xe tiếp theo của showroom bên em.